Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự lúc 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Xuân Tú sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Sáng nay, Ban Dân vận tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác dân vận và hoạt động của các ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo và công tác tôn giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Trần Quốc Toàn biểu dương và ghi nhận những kết quả nổi bật mà cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống dân vận đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, qua đó đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Đồng thời, đề nghị trong 6 tháng cuối năm, công tác dân vận cần thực hiện thường xuyên liên tục hơn nữa với quyết tâm cao để khắc phục những khó khăn, giải quyết triệt để những vấn đề nổi cộm, nắm bắt nhanh và kịp thời tình hình dư luận trong nhân dân. Thực hiện tốt công tác dân vận trong cơ quan nhà nước, chính quyền địa phương. Kiểm tra công tác thi tốt nghiệp tại Hưng Yên, chiều nay Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc yêu cầu Hưng Yên cần phát huy những kết quả đạt được trong kỳ thi vừa qua, làm tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối khâu chấm thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022, tỉnh Hưng Yên có gần 14.000 thí sinh đăng ký dự thi. Công tác tổ chức và chấm thi được thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý Ban chỉ đạo chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông Hưng Yên tiếp tục quán triệt nghiêm túc quy định, quy chế chấm thi đến tất cả các cán bộ chấm thi trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Cán bộ chấm thi không mang các vật dụng không được phép vào khu vực chấm thi. Tủ đựng vật dụng cá nhân của cán bộ phải được đặt xa khu vực chấm thi. Các biên bản chấm thi được thực hiện đầy đủ, có chữ ký theo đúng quy định. Các điểm chấm thi phải được đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối. Các bài thi được niêm phong và bảo quản có sự giám sát của camera an ninh 24/24 giờ. Sáng nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên triển khai dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên dùng cho các sản phẩm từ sen của tỉnh Hưng Yên. Mô hình thí điểm đảm bảo sản phẩm khi tiêu thụ trên thị trường được kiểm soát, quản lý chặt chẽ, qua đó có phần nâng cao uy tín và danh tiếng, nâng cao chất lượng sản phẩm. 8 sản phẩm chế biến từ sen Hưng Yên bao gồm trà tâm sen, trà sen, hạt sen khô, hạt sen sấy khô ăn liền, mứt sen, củ sen tươi, hạt sen tươi và hoa sen. Vùng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận sen Hưng Yên gồm các huyện Văn Giang, Khói Châu, Tiên Lữ, Kim Động, Củ Cừ và thành phố Hưng Yên. Sáng nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên tổ chức cưỡng chế chuyển giao quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với chị Phạm Thị Thúy, anh Trần Văn Quyền có địa chỉ tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Theo bản án số 17 ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên có hiệu lực thi hành và khoản phải thi hành, buộc anh Quyền, chị Thúy phải bàn giao toàn bộ khối di sản thừa kế của bà Phạm Thị Hòa cho bà Phạm Thị Lan quản lý sử dụng 236,8m² đất tại địa chỉ số 1 đường Bãi Sậy, phường Hiến Nam. Sau khi được vận động, bên phải thi hành án đã tự nguyện chuyển toàn bộ tài sản và bàn giao nhà đất cho bên được thi hành án. Quá trình thực thi nhiệm vụ, chấp hành viên đã thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người và tài sản. Ngày 12 tháng 7, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ cưỡng chế giải tỏa 5 trường hợp lấn chiếm, xây dựng trái phép trên đất công ở thôn Thanh Xá. 5 hộ vi phạm gồm hộ ông Phạm Văn Tú, Lê Văn Cường, Phạm Minh Nhẫn, Vũ Văn Quy và hộ bà Dương Thị Nhung với tổng diện tích gần 700m². Thời điểm vi phạm vào năm 2020, lợi dụng tình hình của dịch bệnh COVID-19, sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, các hộ trên đã tự ý lấn chiếm đất công để làm lều lán bán hàng, xây nhà ở, gây bức xúc trong dư luận. Xã Nghĩa Hiệp đã huy động lực lượng phương tiện máy móc giải tỏa các trường hợp vi phạm trên. Với sự chuẩn bị chu đáo cùng sự hỗ trợ lực lượng của huyện, buổi cưỡng chế diễn ra thành công. Thời gian qua, Phòng An ninh Chính trị, Nội bộ Công an tỉnh chỉ đạo các cộng tác viên viết, biên tập và đăng tải hàng trăm bài có nội dung tuyên truyền, phản bác đấu tranh với quan điểm sai trái thù địch trong các lĩnh vực như bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thông tin xấu độc trên các nền tảng số như Facebook, Fanpage, Zalo. Điển hình như lợi dụng việc cưỡng chế thi hành án để vu khống chính quyền cấp đất xảy ra ở xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ hồi tháng 2 vừa qua, hay vụ bôi nhọ thanh danh cán bộ ở huyện Khói Châu, duy trì hoạt động kênh thông tin kết nối nhanh phục vụ công tác xác minh, truy nguyên thông tin xấu độc, sai sự thật, bóc gỡ 14 tin bài có nội dung nói xấu lãnh đạo, xử phạt 10 trường hợp về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự uy tín của tổ chức cá nhân. Trên cái không gian số là rất đa dạng và phong phú, đòi hỏi với mỗi người dân là hết sức cảnh giác và tinh tế và có tinh thần trách nhiệm khi mà tiếp xúc tương tác với các cái trang mạng trước những cái nội dung xấu độc dạng thông tin mà xuyên tạc
phản tuyên truyền thì chúng ta tuyệt đối không được bày tỏ thái độ yêu thích, hay là không được chia sẻ. Trung tướng Tôn Sô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, lực lượng chức năng Bộ Công an đã xác minh làm rõ, chuyển hồ sơ sang Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để xử lý theo quy định đối với Tô Vĩ Hoàn, sinh năm 1984, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, về hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đang xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật đối với 9 cá nhân tại 7 tỉnh thành khác đưa thông tin thất thiệt về ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm xuất cảnh. Những ngày gần đây, một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật. Xe chở vật liệu quá khổ quá tải chạy ẩu gây nguy hiểm cho người và phương tiện cùng tham gia giao thông, ô nhiễm môi trường. Thực trạng này đang có dấu hiệu tái diễn ở một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Ngã tư Việt Hưng, quốc lộ 279 đoạn tiếp giáp giữa các phường Hoành Bồ, Việt Hưng, thành phố Hạ Long. Tại thời điểm phóng viên ghi hình, nhiều xe chở đất đá có dấu hiệu quá khổ quá tải, che chắn thành thùng sơ sài, nối đuôi nhau chạy tốc độ cao. Tại ngã tư chân cầu Bang giao cắt giữa quốc lộ 279 và đường tỉnh 337, qua kiểm tra, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố phát hiện chủ xe tải biển kiểm soát 14C23526 tự ý thay đổi thùng xe so với kiểm định để chở hàng quá tải trọng. Được biết đây là một trong số nhiều thủ đoạn của các chủ xe nhằm qua mặt lực lượng chức năng. Thời gian qua, công an thành phố Hà Nội đã có rất nhiều cảnh báo về thủ đoạn giả danh cơ quan công an để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên vẫn còn người sập bẫy, đa phần là người ít cập nhật thông tin xã hội, báo chí. Khi xảy ra vụ việc, nạn nhân lo sợ mất uy tín nên có trường hợp không trình báo cơ quan công an, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý. Cụ thể, công an quận Đống Đa Hà Nội đang xác minh điều tra vụ giả danh cán bộ công an lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với số tiền là 1,2 tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền đến người thân, bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng xấu. Chuyển sang các tin tức thời sự quốc tế với những thông tin đầu tiên về sự bùng phát trở lại của COVID-19 tại một số quốc gia. Theo đó, giới chức Hàn Quốc thông báo số ca mắc mới COVID-19 trong một ngày ở Hàn Quốc vừa tăng lên mức cao nhất trong 2 tháng qua do sự lây lan của biến thể phụ BA5. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc công bố số liệu sáng 12 tháng 7 cho thấy nước này có thêm hơn 35.000 ca mắc COVID-19. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới trong một ngày tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 30.000 ca kể từ ngày 11 tháng 5 vừa qua, và cũng là ngày ghi nhận số ca mắc mới tăng gấp 2 lần so với một tuần trước đó. Dự kiến trong ngày 13 tháng 7, Hàn Quốc sẽ có thông báo liên quan đến việc sửa đổi các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện nay, trong đó có các quy định về giãn cách xã hội. Trong khi đó, Indonesia đã một lần nữa phải siết chặt các quy định đi lại với du khách trong nước và quốc tế trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 hàng ngày có dấu hiệu gia tăng. Theo yêu cầu của Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 17 tháng 7, khách du lịch nội địa di chuyển từ khu vực này sang khu vực khác sẽ phải trình kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong trường hợp chưa tiêm vaccine. Người chưa tiêm chủng phải có giấy xác nhận y tế lý do chưa tiêm và xét nghiệm âm tính với COVID-19. Các yêu cầu và quy định nói trên cũng được áp dụng với khách du lịch quốc tế nhập cảnh vào Indonesia. Bức ảnh này là một trong những ảnh đầu tiên của kính thiên văn James Webb ghi lại một chùm các thiên hà đang hoạt động như một tấm kính phóng đại các vật thể đằng sau chúng. Bức ảnh ngoạn mục của thiên văn cho thấy những hình ảnh thiên hà mờ nhạt, xa xôi và lâu đời đến mức khó tin. Chuyển sang các tin tức khác. Vừa qua, người dân thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã có trải nghiệm mới lạ khi chứng kiến một tòa nhà cổ nặng 3.800 tấn di chuyển trên đường phố bằng các máy đỡ. Tòa nhà này là một trong những tòa nhà cổ có niên đại 100 năm tuổi, nặng 3.800 tấn. Nó được nhấc bổng lên khỏi mặt đất và di chuyển giữa các giá đỡ tới vị trí mà họ đã định sẵn. Sự di chuyển của tòa nhà trên đường phố Thượng Hải đã khiến nhiều người dân nơi đây cảm thấy hiếu kỳ, cũng như có một trải nghiệm lạ khi chứng kiến khoảnh khắc tòa nhà đi bộ. Bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại.